Nhắc đến văn hóa Đông Sơn, người ta không thể không nhắc đến nghệ thuật đúc đồng Đông Sơn, mà ở đó, người Việt đã hoàn toàn làm chủ nguyên liệu và công nghệ chế tạo đồng thau. Kỹ thuật luyện kim và đúc đồng thời này đã đạt đến trình độ hoàn mỹ, và trống đồng chính là di vật điển hình nhất của văn hóa Đông Sơn. Trống đồng còn được coi như một linh vật của người Việt cổ, được sử dụng trong các lễ hội. Nó còn là một bộ sử bằng hình ảnh khi chữ viết chưa phát triển, trống cũng là một tác phẩm tinh xảo. Mỗi hoa văn trên mặt trống đồng đều chứa đựng những giá trị biểu tượng lớn lao. Những tiêu hoa văn hình cánh sao ở trung tâm mặt trống đồng chính là tín ngưỡng thờ thần mặt trời của cư dân Việt cổ xưa. Những hình ảnh người, chim thể hiện cuộc sống phong phú của cư dân Đông Sơn. Trong đó đặc biệt là hình ảnh đánh trống, biểu hiện lễ hội cầu mùa, lễ hội nông nghiệp của người Đông Sơn. Và cuối cùng, hình cánh chim lạc bay ngược chiều kim đồng hồ. Đó chính là hình ảnh trở về với nguồn cội dân tộc. Trống đồng Đông Sơn chính là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Bởi những hình ảnh hoa văn trên trống đồng giúp chúng ta như hiểu hơn về cuộc sống, cũng như những nét văn hóa tín ngưỡng của người Việt thời Đông Sơn xưa kia.